nướng gì rồi dám ăn ruột không? Hả? Nãy giờ ai cũng biết hết trơn. Có anh mày cũng biết. Mày đang đàn đấu với con chết. Thiếu bia thôi đó, chỉ thiếu bia thôi. Nước chấm đâu? Quả đâu, nước chấm đâu? Cho con liếc hay vậy? Ừ. Hửi gì hửi. Hứa không? Hửi không? Sao mềm nữa? Chắc bạn. Thằng này hủ nước chết rồi. Chắc bạn cho mình không quay. Đang hửi bụng. Cơm không được tươi. Không để nó tươi nè. Tại nãy nó còn trống. Thưa các bạn, chào quay lọc nè. Quay lọc nữa. Chào các bạn. Dưới người 15 người. Hello. Con này á. Nhớ đặt đó nè. Đặt nào mà mình nướng ruột ấy nè. Lâu dữ hả? Mấy con lâu dữ hả? Là tươi mà nướng thịt nó ngọt, còn mà tới mà nó buộc heo giòn mà giòn hành à. Vừa nướng dạ ngon. Ừ, ăn vừa nướng dạ ngon. Ngọt ha. Lâu ăn không? Con đẻ này thấy vậy nướng lâu chín lắm á. Lâu lắm á. Mà nướng ấy quá là đen giá. Ừ. Ráp nó đen thui luôn. Con nó đem gà gì? Đó con gà. Ở đâu đem gà? Con gì ở đâu? Chú coi bưng máy dẹp cho em nha. Để nha. Rồi giữ ăn lại đi. Chút gom hết cho mấy cái thao rồi chụp cái vỏ tôm đi ra ngoài cho em nha. Bà lấy rồi. Rồi để trong cái thao đó thì anh đi ra. Đi tắm đi lấy xe rồi. Lấy rồi. Vậy kéo bà lấy vô còn cái đi ngồi đây. Đi vô chứ. Đi làm ngay với ta luôn hả? Dạ. Thấy nó bự ra ta. Ủa đưa vô. Thấy hấp dẫn nha. Ủa bự ra ha. Phùng. Tại ai? Sao vậy? Con này nhậu mấy lít? Nãy mày ớt nhiêu muối vậy? Ôi là trời nó mặn má ơi luôn. Ớt thì không có sao mà lấy đũa chảo mấy con tôm này lòng ăn hết cháo luôn. Ớt thì không có sao mà muối quá mặn. Ngon không nè? Ăn chát rồi không ngon lành đâu. Mặn quá luôn. Tê lưỡi luôn á. Mặn tê lưỡi luôn. Có con đẻn nướng mọi này là ngon. Tại vì nó không có ớt cái gì. Còn mấy con này nướng hết rồi. Con tôm này nó mềm dữ. Mưa anh ớt nhiều dữ chứ có cay gì đâu. Mềm dữ có cay gì đâu. Có cay miếng nào chứ nó chưa thấm vô. Ớt này phải qua nướng rồi. Mấy con này tươi. Thà là nướng tươi luôn chứ không ớt muối ớt gì chứ. À, nướng tươi chấm vô. Nướng tươi chấm vô. Còn đỏ đỏ chín hết rồi. Hết rồi con đèn đen hả đèn. Bắt được coi. Bắt được ra kìa muốn ăn ngon quá hả. Ăn không? Nè mấy bạn thấy nó xì mỡ ra nè mấy bạn thấy không? Thấy hấp dẫn không? Xì mỡ ra. Xì mỡ ra hấp dẫn ghê luôn. Con này nướng này là nhậu mấy lít luôn. Mở xì ra. Nhiễu nhiễu luôn. Wow, nó nứt cái da ra luôn rồi. Đó là thịt. Rồi nó lòi thịt da phải không cho? Ừ. Nứt cái da rồi lòi thịt da nè phải không cho? Ai biết đâu á. Quỷ gì nướng mặn quá. Quá trời mặn, muốn lòi vậy trời. Quay nè. Quay lắm rồi, quay người ăn hả? Tối quá. Nướng chung với mấy con tôm vậy nó mặn luôn à. Đây là chín rồi nè mày. Giờ ta sẽ ăn. Mày ăn bắp mới ngon.
ăn miếng nào ăn khỏi chấm cái. Ừ, sao muốn mặn luôn ta? Nước mấy con tôm nữa. Ở nước mọi nè. Nước mấy con tôm nữa. Không lẽ nước để gần thôi sao? Ừ. Ngon. Ngon. Bây giờ ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn thôi các bạn. Ngưng lại đây.